Nếu ai hỏi Minh Huấn là thời điểm này chiếc xe nào đang được giảm giá nhiều nhất tại Toyota Thanh Xuân thì Huấn sẽ xin trả lời ngay mà không một phút do dự, đó chính là chiếc xe Toyota Fortuner Legender thế hệ 2023 và Vin 2022. Huấn đang đứng trước hai chiếc xe là màu trắng và màu đen của Legender Fortuner. Hiện tại thì Thanh Xuân đang có rất là nhiều xe Legender màu đen. Anh chị nhé, màu trắng thì hiện tại Huấn đang tạm hết hàng rồi và đang còn màu đen rất là nhiều xe. Nếu anh chị quan tâm tới cái màu sắc này thì hãy gọi điện hotline cho Huấn 0848 365 777. Huấn sẽ giảm giá nhiều nhất cho anh chị. Hơn nữa, mua xe Toyota Thanh Xuân, chúng ta sẽ được những cái lợi thế là xe tất cả đều để ở trong kho bãi như thế này đây. Được bảo quản sạch sẽ, thoáng mát, mưa không tới, nắng cũng không tới. Đấy là một cái điều mà anh chị phải hiểu là một chiếc xe khi để ngoài trời khoảng 2-3 tháng thôi thì nó đã khác hoàn toàn so với một chiếc xe được bảo quản tốt như thế này rồi. Và tất nhiên, bên cạnh cái việc đó thì Huấn vẫn có cái chương trình giá rất là tốt nhất và dịch vụ bán hàng luôn tận tâm và thật thà nhất nha anh chị. Với chiếc xe Legender này, giá bán niêm yết là 1.259.000.000 thì chương trình bán hàng đang được giảm lên tới là tổng 160 đến 170 triệu đồng, bao gồm tiền mặt này, phụ kiện và bảo hiểm thân vỏ. Và tùy vào cái chương trình anh chị muốn nhận, muốn quy tiền mặt hay là muốn quy ra bảo hiểm thêm hoặc là phụ kiện thêm thì Huấn sẽ đáp ứng hoàn toàn cho anh chị nhé. Và nhìn đây ạ, chiếc xe Toyota Fortuner Legender, một chiếc xe mà đáng mua nhất trong phân khúc Fortuner tại thị trường Việt Nam. Bây giờ thì cái giá sau giảm chỉ còn loanh quanh khoảng 1.120.000.000, 1.130.000.000 mà thôi. Và được tặng rất nhiều phụ kiện cũng như là nhiều cái chương trình khuyến mại kèm theo. Huấn nghĩ đây là một cái chiếc xe mà SUV thực thụ trong phân khúc. Không chỉ là về cái thân hình bề thế mà chúng ta còn có kích thước chiều dài, cơ sở chiều rộng, cơ sở chiều cao, cơ sở khoảng sáng gầm cũng như là khung gầm cực kỳ chắc chắn của Toyota. Với chiếc xe Legender này sẽ có nhiều cái trang bị Huấn nghĩ rất là cao cấp của một chiếc xe tiền tỷ có. Đầu tiên đó chính là cam 360 xung quanh xe. Thứ hai nữa là Legender sẽ thể hiện được cái tính năng, thể hiện được cái bản lĩnh của cái người trẻ thích thể thao, sport, nam tính bằng cái thiết kế ngôn ngữ đường trước đây ạ. Nhìn rất đẹp về mặt ca lăng, đúng không ạ? Cảm biến thì xung quanh xe. Hơn nữa thì trên Legender chúng ta sẽ có thiết kế phần nội thất là bao gồm hai tông màu đen và đỏ rất thể thao. Có lẽ chỉ số trên vô lăng này, cũng như là có màn hình tích hợp GPS và đặc biệt là có 11 loa JBL nghe nhạc cực kỳ là phê tới nóc, mặc dù không có cửa sổ trời đâu. Hơn nữa thì với cái phiên bản Legender này được trang bị đá cốp và cốp điện nha anh chị. Đèn LED thì xung quanh xe, đấy là những cái điều Huấn mới kệ nhanh qua cho anh chị thôi. Và điều đặc biệt là cái khối động cơ 2.4 dầu này cho mức công suất khoảng 150 mã lực. Và đặc biệt động cơ dầu của Toyota thì cực kỳ bền bỉ, tiết kiệm và nó ổn định. Nó ổn định bằng cái cách là chúng ta chỉ việc là bảo dưỡng thường xuyên và đi thôi, không có hỏng vặt, không có sửa chữa, không có hay phải đi báo lỗi giống như một số hãng xe khác đó. Bên cạnh cái màu đen thì Huấn cũng sẽ có một cái màu nữa là màu đồng hoặc màu bạc nhé anh chị. Anh chị quan tâm thì có thể liên hệ với mình qua hotline 0848 365 777 thì Huấn sẽ tư vấn chi tiết cho anh chị về cái dòng Toyota Fortuner Legender này. Bên cạnh cái phiên bản Legender một cầu này thì Huấn vẫn đang có là bản thường một cầu và bản Legender của năm 2023. Và bản một cầu thì đã hết xe rồi, chỉ còn 2023 mà thôi. Bản Legender thì chúng ta sẽ có 4 đến 5 cái bản màu đen nữa thôi nha anh chị. Cũng hết sạch xe và chúng ta sẽ chuyển sang bán xe sản xuất năm 2023. Và tất nhiên rồi, 2023 thì giá bán niêm yết vẫn vậy, xe vẫn như thế nhưng mà được giảm loanh quanh 4 đến 50 triệu đồng mà thôi. Và vừa rồi Huấn đã chia sẻ với anh chị chương trình bán hàng tốt nhất trong cái ngày 11 tháng 5 của năm 2023 này về dòng xe Toyota Fortuner Legender, một cái mẫu xe huyền thoại, Fortuner huyền thoại tại thị trường Việt Nam. Nếu anh chị quan tâm tới mẫu xe này thì gọi ngay hotline 0848 365 777 hoặc là kết bạn Zalo với Minh Huấn qua hotline này. Huấn sẽ phục vụ cho anh chị, giải đáp cho anh chị và Huấn sẽ bán toàn quốc nha anh chị, bán toàn quốc. Huấn sẽ bán chiếc xe này toàn quốc. Không bất kể anh chị ở khu vực miền Bắc, miền Nam hay miền Trung, chỉ việc gọi điện cho Minh Huấn, alo, chốt giá và Huấn sẽ mang xe về tận nhà cho anh chị. Huấn xin cảm ơn anh chị, hẹn gặp anh chị trong video lần sau nha. Bạn đang muốn định giá xe cũ của mình hoặc mua bán xe đã qua sử dụng, Epica sẽ hỗ trợ dành cho tất cả mọi người. Định giá xe cũ uy tín nhất, chất lượng nhất. Epica, chuyên định giá và mua bán xe đã qua sử dụng. Gọi điện vào hotline ngay mọi người nha.